Đầu tiên chúng ta sẽ đi vào phần khởi động. Sau Sau đây đây cả cả lớp lớp cùng cùng thực thực hiện hiện với với thầy thầy bài bài khởi khởi động. động. Đầu tiên là khúc cổ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ngược lại. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Xoay khớp vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ngược lại. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thôi. Xoay khớp khuỷu tay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ngược lại. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thôi. Xoay cổ tay kết hợp của chân. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đổi chân. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thôi. Xoay khớp hông. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ngược lại. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thôi. Xoay khớp gối. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ngược lại. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thôi. Như vậy là bài khởi động của chúng ta đã kết thúc. Chúng ta đi vào hoạt động thứ hai, ôn tập. Thì chúng ta sẽ ôn tập lại cho thầy ba động tác đã học của tuần trước, đó là động tác vươn thở, động tác tay và động tác chân. Lần lượt từng động tác, lần lượt thực hiện mỗi động tác 2 lần 8 nhịp. Tiếp theo chúng ta đi vào hoạt động thứ ba, đó là hoạt động khám phá. Chúng ta ngày hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về hai cái động tác mới, đó là động tác lưng bụng và động tác toàn thân. Các con quan sát thầy, các bạn quan sát thầy thực hiện.
Như vậy là vừa rồi các bạn đã được quan sát thầy làm mẫu hai động tác, thì bây giờ ta sẽ tiến hành tập luyện. Mỗi động tác các con thực hiện cho thầy 2 lần 8 nhịp động tác quyên thở, động tác tay, động tác chân, động tác lưng bụng và động tác toàn thân. Sau khi ôn tập xong thì chúng ta sẽ tiến hành thả lỏng.